người phụ nữ bị vòng tránh thai đâm thủng đại tràng. Lịch tử chém bố tử vong vì không lấy được sổ đỏ. Cô gái 21 tuổi tông gục người đi xe đạp trên quốc lộ rồi trốn khỏi hiện trường. Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng ngàn cây cao su. Xe đầu kéo kéo theo rơ móc ôm cô gắt trượt dài, người đàn ông quăng xe máy thoát chết. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc của người đàn ông chạy xe máy. Cụ thể, trong lúc xe máy cùng các ô tô lớn đang đậu lại chờ đèn đỏ, thì ở làn đường bên cạnh từ phía đối diện, chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở các thanh sắt dài ôm cua rẽ ở đầu con lương. Nhưng do không làm chủ được tốc độ và bẻ lái ẩu, nên tài xế đã khiến cho chiếc xe trượt dài trên đường, rơ móc sau xe lật ngang, làm rơi hết toàn bộ số sắt đang chở xuống đường. Không may là những bó sắt lại lấn tới, đập mạnh lên chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển, đang đậu ở một góc đường. Cực kỳ may mắn là tài xế xe máy phản xạ nhanh, quăng chiếc xe ở lại và bỏ chạy thoát thân. Được biết, không chỉ riêng chiếc xe máy bị đè nát sau vụ tai nạn kinh hoàng, mà một vài ô tô đang đậu chờ đèn đỏ cũng bị hư hỏng do bị những thanh sắt va phải. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người. Dưới đây là một số bình luận nổi bật từ cộng đồng mạng. Pha này ông anh tự gánh bản thân còng lưng luôn. Xe chạy ẩu thật sự, đền một lần cho tởn. Sao cứ phải chạy nhanh chạy gấp làm gì, đam mê tốc độ thì làm ơn, đừng làm tài xế, ra đăng ký đua xe đi. Liều lĩnh vượt qua đường ray, ô tô suýt bị tàu tông trúng. Cảnh tượng thót tim này được ghi lại tại Kompot, Campuchia. Trong clip, các phương tiện đang dừng chờ phía sau rào chắn để chờ tàu đi qua. Tuy nhiên do thiếu kiên nhẫn, một tài xế ô tô đã lách qua khoảng trống và quyết định băng qua đường ray. Khi đoàn tàu chỉ còn cách vài mét, thay vì dừng lại, tài xế ô tô vẫn liều lĩnh tăng tốc lao qua đường ray trước sự ngỡ ngàng của nhân viên đường sắt và những người đi đường. Người ghi lại sự việc cho biết, tôi khá ngạc nhiên khi người lái xe không dừng lại, anh ta đã mạo hiểm mạng sống của mình, anh ta sắp bị đâm vì đoàn tàu chỉ cách chiếc xe một khoảng cách rất ngắn. Sau đây là một số bình luận đáng chú ý. Ông bà gánh còng lưng, cứu thằng cháu thoát nạn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gấp đi đào thai hay gì vậy trời, xem thôi đã thót cả tim. Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ hàng ngàn cây cao su. Ngày 31 tháng 3, chính quyền xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước đang gấp rút hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào tối ngày 30 tháng 3, khiến hàng ngàn cây cao su cùng tài sản của người dân bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Tối ngày 30 tháng 3, trên địa bàn xã Tân Quan xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, làm nhiều căn nhà của các hộ dân bị hư hỏng nặng, gãy đổ nhiều hecta cao su, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hàng ngàn cây cao su của người dân bị gãy đổ. Cụ thể, hộ bà Trần Thị Hương, ấp Ruộng 2 bị gãy đổ, hư hỏng khoảng 500 cây cao su gần 30 năm tuổi. Hộ ông Nguyễn Văn Mưu, ấp Ruộng 2, thiệt hại 600 cây cao su khoảng 10 năm tuổi. Ngoài ra, mưa, lốc xoáy cũng khiến một số nhà dân bị đổ sập, 5 căn bị tốc mái vòm, 5 trụ điện gãy đổ. Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an, công chức hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời do mưa lớn, lốc xoáy gây ra. Cô gái 21 tuổi tông gục người đi xe đạp trên quốc lộ rồi trốn khỏi hiện trường. Ngày 31 tháng 3, theo tin từ Công an huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã làm rõ đối tượng điều khiển xe máy tông người phụ nữ đi xe đạp trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện khiến nạn nhân nguy kịch. Theo đó, đối tượng gây tai nạn được xác định là T, sinh năm 2002, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Trước đó, vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 28 tháng 3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Phong An, bà Trần Thị Mây, sinh năm 1968, trú tại Bình Dương, điều khiển xe đạp lưu thông theo hướng Huế-Quảng Trị. Trong lúc đang điều khiển xe trên đường, xe đạp của bà Mây bị một xe máy do một người phụ nữ điều khiển tông phải. Hậu quả bà Mây bị ngã xuống bên lề đường và hôn mê do chấn thương sọ não. Nạn nhân sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua thời gian vào cuộc điều tra truy xét, Công an huyện Phong Điền làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là T.
Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do Tê điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Hàng giả hàng nhái sắp trắng bóng trên sàn thương mại điện tử. Từ 2 triệu đến sấp xỉ 30 triệu đồng là chênh lệch về mức giá của một chiếc Galaxy S23 Ultra trên kênh bán hàng điện tử Shopee. Chỉ riêng với từ khóa này, hàng chục ngàn kết quả đã được nhà cung cấp dịch vụ đưa ra. Điều tương tự cũng diễn ra ở kênh Lazada. Theo các nhà phân phối bán lẻ, mức giá siêu rẻ như trên khả năng cao là hàng giả, hàng nhái, có xuất xứ không rõ ràng. Tất nhiên khi lựa chọn các sản phẩm này, người tiêu dùng phải chấp nhận mang về sự kém cỏi trong chất lượng, chu kỳ bảo hành, hỗ trợ về sau cho sản phẩm cũng gần như là không có. Tôi từng mua một chiếc máy tính bảng trên Shopee với giá 2,5 triệu đồng. Khi đó, shop bán hàng khẳng định sẽ đảm bảo bảo hành sửa chữa. Dùng được khoảng 2 tuần, do sơ suất nên máy vỡ màn hình. Tôi liên hệ lại với shop bán hàng để thay thế, thì nhận được câu trả lời là phải mang máy lên Lạng Sơn do ở Hà Nội không có trung tâm. Những cửa hàng ở gần đều không có phụ kiện thay thế. Tôi đành vứt bỏ chiếc máy. Anh Quang, người từng mua hàng giá rẻ trên sàn thương mại điện tử chia sẻ, ngoài các sản phẩm công nghệ, những nhãn hàng thời trang gắn mác Gucci, Dior, Louis Vuitton cũng tràn ngập và ở mức giá từ vài chục nghìn đồng. Có những sản phẩm chỉ xấp xỉ vài phần trăm so với giá trị được hãng đưa ra. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu đề ra là 100% các sàn giao dịch điện tử lớn cam kết không kinh doanh hàng giả, 100% các tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử. Nghịch tử chém bố tử vong vì không lấy được sổ đỏ. Ngày 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1973, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 3, Công an nhận được tin báo của người dân, phát hiện ông Hoàng Văn Bu, sinh năm 1942, tử vong tại nhà riêng. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Mạnh Hùng, con trai của ông Bu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bố đẻ. Trước đó, vào sáng ngày 29 tháng 3, Hoàng Mạnh Hùng đến nhà bố đẻ và đòi ông Bu phải đưa sổ đỏ nhà cho mình. Trong lúc bực tức, Hùng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến ông tử vong rồi bỏ về nhà. Đặc biệt, đây là đối tượng đã có 2 tiền án về ma túy, không có việc làm. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu làm rõ vụ taxi vào sân bay Tân Sơn Nhất gánh thêm phí. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về việc khách đi taxi sân bay gánh thêm phí. Các đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra và xử lý thông tin báo chí phản ánh, đề xuất giải pháp và nêu rõ thẩm quyền xử lý của các cơ quan có liên quan, báo cáo kết quả về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 4. Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP thông báo dự kiến từ ngày 1 tháng 4 áp dụng phương thức mới tính giá dịch vụ cho taxi truyền thống tại nhà để xe ga quốc nội. Theo đó, taxi đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua nhà xe TCP phải trả các phí vé vào cổng, phí thuê làn, tổng cộng khoảng 24.100 đến 34.100 đồng một lượt. Trong đó, riêng phí taxi vào sân bay theo lượt là 9.100 đồng một lượt, chưa tính thuế. Ngoài ra, taxi khi quá cảnh nhà xe TCP đóng 5.000 đến 15.000 đồng một lượt. Ông Phạm Văn Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TCP, cho rằng việc tính phí lượt nhằm đảm bảo công bằng, phù hợp hoạt động kinh doanh của các hãng taxi và đảm bảo nguồn thu để TCP duy trì khả năng vận hành. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định, việc tính phí theo lượt với taxi là phù hợp với thực tế, nhằm đảm bảo công bằng cho các hãng xe phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Người phụ nữ bị vòng tránh thai đâm thủng đại tràng. Các bác sĩ khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết,
Bệnh nhân tên L, 38 tuổi, gặp tai nạn hy hữu sau 3 năm đặt dụng cụ tránh thai. Trước khi vào viện, chị bị đau bụng vùng chậu dưới rốn âm ỉ kèm đi ngoài ra máu. Trong suốt 3 năm đặt vòng tránh thai, chị không đi kiểm tra lại. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chiếu chụp, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy vòng tránh thai, lạc chỗ và xử lý chỗ thủng đại tràng cho người phụ nữ. Bệnh nhân được xuất viện sau 6 ngày. Theo bác sĩ Nguyễn Hàm Hội, Bệnh viện Bạch Mai, thủng tử cung tương đối hiếm gặp nhưng là một biến chứng nghiêm trọng và nguy hiểm, có thể xảy ra do đặt dụng cụ tránh thai không đúng cách hoặc sau nhiều năm vật này bị thay đổi vị trí. Sử dụng phương pháp đặt vòng tránh thai là biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả với tỷ lệ 98-99%. Do đó, nhiều phụ nữ lựa chọn phương pháp này bởi khả năng sử dụng lâu dài, ít có nguy cơ gây hại cho cơ thể. Quá trình đặt vòng đơn giản và chi phí tương đối thấp. Người mang vòng tránh thai vẫn có thể sinh con sau khi tháo bỏ dụng cụ này. Tuy nhiên, dụng cụ có thể di chuyển xuyên tử cung với tỷ lệ từ 1,3 đến 1,6 phần ngàn lần đặt. Sau khi xuyên qua tử cung, dụng cụ này có thể rơi vào ổ bụng tự do hoặc nằm trong khung chậu, hoặc có thể xuyên thủng tiếp vào các cấu trúc lân cận như bàng quang, đại tràng, ruột non và hình thành các đường trò tử cung bàng quang hoặc tử cung ruột. Em gái 91 tuổi vượt gần 200 km thăm anh trai 97 tuổi sau nhiều năm. Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động của bà ngoại và anh trai của bà mình, kèm theo đó là dòng trạng thái. Bà ngoại 91 tuổi từ Hà Nam lên thăm anh trai 97 tuổi ở Tuyên Quang. Được biết, người em gái dù tuổi đã cao, tóc bạc phơ, đi đứng chậm chạp, phải có người dìu dắt, nhưng vẫn không quản ngại đường xá xa xôi, vượt gần 200 km lên thăm anh trai đang sinh sống với con cháu. Tình cảm gia đình, hình dáng người thân yêu luôn khắc ghi trong tâm tưởng của hai cụ. Khoảnh khắc gặp nhau tuy rất giản dị nhưng lại thể hiện được sự hạnh phúc, khăng khít của cặp anh em ở tuổi xế chiều. Trong đoạn clip, hai cụ gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Được biết anh trai em gái sống xa nhau lại già yếu nên mấy năm mới gặp nhau một lần. Có thể thấy người anh trai lưng còng, sức khỏe yếu phải ngồi trên giường. Mắt mờ và cũng mắc bệnh đãng trí. Nhưng khi em lên thăm, cụ ông vẫn nhận ra em gái bé bỏng của mình ngày nào. Gặp nhau, hai anh em trò chuyện tíu tít. May thay, người em gái vẫn còn minh mẫn, nên dù khoảng cách có xa xôi, nhưng cụ vẫn được con cháu tạo điều kiện đưa lên thăm anh. Nhìn khoảnh khắc hai cụ thân thiết bên nhau, em gái nắn bóp tay chân cho anh, nhẹ nhàng lo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con cháu trong nhà cũng xúc động mà quay lại clip giữ lại kỷ niệm đáng nhớ này. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.